Bây giờ mình sẽ phải tiếp sức thêm một cái cuộn cáp mới. Bởi vì cái lúc nãy là cái dây thì nó có 600 m thôi. Và mình cũng đã kéo được gần đến nơi rồi. À, mình sẽ tiếp sức thêm cái cuộn cáp này. Mỗi một thuê bao như này thì mình sẽ được là 70.000, triển khai trong vòng 3 giờ đồng hồ. Đây là những cái điểm gia cáp rất là lý tưởng mọi người nhé. Đó, và mình sẽ sử dụng là quay xe. Ở cái điểm này thì nó là xuống dốc cho nên nó dễ, nó cũng dễ, cơ bản nó cũng dễ. Mình sẽ đi đi bằng xe máy. Trong này thì được cái là không khí trong lành, nước nước là đầy đủ. Ở đây trong này chả thiếu cái gì, lợn thì mổ ăn tháng. Đấy, hết một cuộn rồi. À, hết một hết cái 600 m kia rồi. Và chúng ta sẽ vẫn phải sử dụng đến cái gậy này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải đi chốt dây đã. Cái dây của mình thì nó nhẹ, nhưng mà ở trên này nó có cái dây điện. Và khách hàng thì thường xuyên là buộc buộc dây điện vào cái dây cáp quang, cho nên là cứ dây điện đứt là cái thằng cáp quang bị đứt luôn. Đây, giới thiệu mọi người, vừa mới mua này. Đấy, vừa mới mua, vừa mới bay được vài lần. Đó, DJI Fly, thi thoảng đi bay cho anh em chơi chơi với anh em. Ở đây mình sẽ buộc cực cao luôn. Và ở đây mình sẽ chốt là 2 điểm. Ở đây thì mình cũng đi trùng trùng theo cái dây điện thôi mọi người ạ. Cũng không nên đi cao quá. Đi cao quá chẳng hạn như cây keo có đổ vào thì nó lại gánh mất, gánh chịu cái khoản lực kia, áo đứt mất. Chả còn gì giật mình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay.
Ở đây mình sẽ dự phòng nó khoảng độ tầm 50 phân. Để chẳng hạn như có đứt dây ở khu này thì mình sẽ nối nó dễ hơn. Lâu lắm thì mình cũng không đi triển khai thuê bao xa như này. Bản chất là bây giờ mình cũng đã đề xuất rất nhiều những cái tủ cáp nó gần. Những cái tủ cáp gần thì thứ nhất là nó đảm bảo được cái tín hiệu của cáp quang. Cái thứ hai nữa là nó tỷ lệ cái đường dây nó bị đứt nó ít hơn so với những cái thuê bao xa như này. Những cái thuê bao mà xa như này mà đứt dây thì mọi người biết là nó tốn bao nhiêu công sức của anh em đi làm những cái thuê bao xa như này. Những cái thuê bao gần thì mình nhiều nhất thì mình cũng thay dây khoảng một lúc là xong. Nhưng đối với những thuê bao mà mấy trăm mét như này ấy, các bạn phải đi tìm những cái điểm đứt của nó. Thứ nhất, cái thứ hai là các bạn tốn rất nhiều thời gian vào nó. Cho nên những cái thuê bao xa như này đa phần anh em không làm. Nhưng mà cái tủ cáp ở đấy thì nó có mỗi một nhà. Nếu mà mình không lắp cho khách ở trong này thì cũng chả ai lắp nữa. Họ có nhu cầu số hóa thì mình cũng phải là những người tiên phong, những người tuyến đầu thì mình cũng phải hết sức giúp đỡ thôi. Đợt trước thì mình cũng có chuyển cả cái tủ hộp cáp sang góc bên này luôn cho khách hàng luôn này. Đợt trước là cái tủ cáp ở mãi trên cái ngọn đồi, cách ba cái quả đồi nữa mới đến cái tủ hộp cáp. Đi thẳng lên trên này mọi người nhá. Mà đi ở đây nó toàn hay bị đứt dây không. Những cái điểm băng đường này thì mọi người lưu ý là mọi người sẽ triển khai bằng hai cái dây vào, một hướng về, một hướng đi. Để đảm bảo ở cái nơi này nó là căng, dây nó sẽ căng. Đây là cái dây của nhà khách cũ này. Họ vẫn còn đang sử dụng nhưng mà đợt này thì không. Đợt này thì họ đang bỏ mất rồi. Đây là hệ thống lan quang mọi người ạ. Đợt trước mình không có thi công. Ở đây đợt trước là rất hay bị dính cái xe keo nó rất cao. Đợt này thì cái dây được buộc lên cái cây keo kia rồi thì nó cũng đỡ một phần nào. Một tiếng trôi qua thì mình triển khai được hơn 600 mét rồi.
Đây mọi người, 4 giờ rồi. Lúc trước là 3 giờ. Còn là mấy trăm mét nữa thôi, mình hy vọng mình sẽ kịp thời gian. Chốt dây là phần mà nó nhanh hơn so với cái việc mình kéo dây mọi người nhá. Bởi vì cái lúc mà mình chốt dây như này thì cái những cái khoảng cột mà mình, tức là cái mỗi một khoảng thì nó cách nhau khoảng 4-50 mét rồi, cho nên là mình di chuyển bằng xe máy nhanh hơn so với mình đi bộ đó. Còn phần chốt dây nó cực nhanh. Ở chỗ này thì mình cũng là bện hai đầu. Mình sẽ thực hiện bện hai đầu. Những cái điểm cua thì thường mình hay bện hai đầu. Bện hai đầu này nó có tác dụng là lúc mà chẳng hạn như bị đứt dây thì nó sẽ chỉ đứt một khoảng thôi. Còn nếu mà anh em mà treo nhiều mà lúc nào đứt ấy là nó hay bị đứt một khoảng, mà nó đứt mấy khoảng liền ấy. Hoặc là nó bị cả đứt ngầm nữa cơ. Cho nên như này, mình ở đây mình sẽ phải làm hai bện. Ok. Mình vừa chốt về nhà, mình vừa chốt về để mình lấy cả cáp luôn. Cho nên mình sẽ đi xe máy. Cái điểm như này thì anh em cũng không phải hy vọng vào nó quá nhiều, bởi vì có chặt cây thì cũng đứt thôi, ông chả phải nghi ngờ gì. Hoặc là mình lại đến xong lại thấy người ta chặt tre đấy, người ta lại tức tím mặt đấy, bởi vì ở đây mà chặt là đứt, tôi khẳng định với anh em là thế.
Cho nên ở đây mình cũng chả, đây cột này thì không chốt được anh em nhé, mình cũng chỉ gá lên theo thôi. Đây, cái chân cột này bây giờ xuống dưới kia là một cái vực rất là sâu. Đứt ở chỗ này thì mình sẽ luồn lại nó dễ hơn. Đó, khẳng định với anh em như thế. Đấy, chỗ này thì mình cũng triển khai nó nhanh hơn thôi. Chỗ này là một cái đường thẳng, và đường thẳng thì mình cũng chỉ treo lên thôi mà. Khoảng cách của cột này. Ở đây mình cũng không nên làm căng dây quá anh ạ. Đây là một cái trang trại họ nuôi ong. Kéo cái mạng lan vừa nãy về đấy. Nhưng mà đợt này là đang thu hoạch keo ở khu này rồi cho nên là không có để cái ong ở đấy nữa. Hoặc mùa này thì người ta lại đi Sơn La. Họ đi Sơn La để họ nuôi ở trên đấy. Chỗ này mình cũng sẽ chốt là chốt 2 điểm đấy nhá. Đây gà, dưới kia là gà đi bộ đây mọi người. Nhiều gà lắm ở trong đấy. Nuôi gà trong này thì nó không hay bị bệnh. Bởi vì cách xa dân. Gà trong này ăn thì cực ngon. Alo. Vâng. Anh Nguyên. Vâng. Anh là wifi dưới nhà anh ở ngoài khu 7 này. Vâng. Nhưng mà anh muốn anh em có cái cục mà nó ấy là không dây mà nó sợ nó kéo ấy là thế sao? Sao anh không dùng cái gói 209 gì đấy, nó trang bị mấy cái wifi mà. Cái gói 209 nghìn được 2-3 cục gì mà. Vâng, anh làm cái gói đấy. Thế anh có đi dây lan ở đợt trước anh làm nhà, anh có đi dây lan hệ thống chưa? Thế này phải kéo được, phải khoan à? À, thế nếu mà anh làm cái cục kia thì mình phải mua thêm. Còn nếu mà anh nâng cấp lên thì anh chuyển từ trong này ra à? Anh lắp mới à? Vâng, nếu mà lắp mới thì anh... anh có thể dùng cái gói 209.000 cũng được, hoặc là anh mua thẳng cái thiết bị với mua dây thì nó mất đâu đấy mấy trăm thôi, nhưng mà mình dùng mình không mất phí hàng tháng. Còn nếu mà anh dùng cái gói 209.000 ấy thì nó tặng cho hai cái wifi. Thế em có cái đấy không? Bọn em có hết mà. Em đang ở mãi trong Lạc Sĩ này cơ. Có gì để mai đây? Vâng. Cái cục mà anh không phải mất phí hàng tháng cái gì, hay là mất muốn cái cục nâng cấp lên? Vâng. Bộ có 420 thôi mà anh. Có còn dây là 8.000 một mét nữa thôi. Chắc là 500-600 chứ mấy. Vâng. Chắc màu anh? Chắc màu à? Ngã tư bên tay phải qua chỗ nhà thầy Tài đấy à? À rồi thế. À thế rồi, vào ok. Vào.
Đây, ở đây rất nhiều những cái khúc cua như này. Và mình sẽ phải xử lý là hai bện. Những cái điểm tì như này anh em phải bện vào nhé. Không ở thành phố thì không nói, bởi vì thành phố nó không có tác động vật lý mấy. Còn ở nông thôn này, mưa rõ này, cây cối này, nó tác động vào rất nhiều, cho nên là ở... Nói thật với anh em là mình ở đây thì hôm nào chả có sự cố. Hôm nào cũng có sự cố, đa phần là toàn đứt dây. Lúc thì khách hàng chuyển wifi, lúc thì khách hàng lại bảo ối trời ơi, tivi nhà tao không lên hình, tivi nhà à hỏng tivi chứ, khách hàng báo hỏng tivi đến thì đúng là hỏng tivi thật. Anh em nhà mạng rất nhiều những cái buồn cười, kêu ông cả thợ sửa tivi máy tính cũng thế. Em ơi, máy của chị ấy, mạng chị em chậm lắm. Đến kiểm tra CPU nó đỏ lòm. Nó thật là nhiều việc anh em. Nhiều việc nó việc nhỏ, việc không tên ấy, người đấy người ta gọi. Được cái làm cái nghề này thì mọi người cũng quý mến. Nói chung là ai cũng dễ nói chuyện. Ui, mẹ con kiến này. Con tổ kiến bé tí nó cắn đau thật. Nhưng mà thi thoảng cái đợt nào mà nhiều việc ấy, nó cũng áp lực thật sự mọi người ạ. Nhiều khi ngủ cũng nghe thấy tiếng sự cố. Hoặc là ngủ cũng nhớ đến là mơ mơ màng màng chưa đóng việc. Bây giờ chưa đóng việc hoặc là chưa cập nhật nguyên nhân ở trên hệ thống là mỗi một phát là 5 lít. Đấy, làm ngày công thì có 300.000 một ngày. Một phát như vậy là đi 5 lít rồi. Đợt trước thì cái tỷ lệ lương khoán nó cao, anh em còn lương còn ổn. Đợt này thì giảm một nửa đơn giá này. Giảm một nửa đơn giá thì chỉ có đi bán hàng thôi mọi người ạ. Lắp camera này. Sửa lắp các hệ thống điện điện lạnh này. Bán kinh doanh all in one này, tivi tủ lạnh điều hòa đấy. Thay lõi lọc nước này. Tư vấn khách hàng để lắp đặt nhà chẳng hạn. Nếu các bác nào theo dõi kênh của em mà muốn xây nhà thì bảo em với nhá. Giờ Viettel thì đa dịch vụ, rất nhiều những dịch vụ mà nó là một sự lựa chọn rất tốt cho khách hàng. Vừa cạnh tranh giá cả, vừa nhân lực tốt. Mọi người biết là bên mình mỗi một lần về cái công việc như này thì phải thi, cứ khoảng độ 3 tháng là phải thi một lần. Ông nào mà trượt là mất 250.000 luôn.
đánh giá KID nữa. KID tháng. KID mà bị KID tháng thì nói chung là làm cả năm cũng không gỡ được. Ăn một con KID mà xem. Mất bao tiền. Đấy nên anh em cũng phải ra sức học tập, tìm hiểu, nâng cao cái trình độ tay nghề của mình lên. Bị một phát ăn 250.000 nó mất bao nhiêu thứ luôn anh ạ. Mình cũng dính phát thì trượt. Thì trượt dính đoàn. Hơn một tiếng rồi, thôi thao tác nhanh tay tí để còn làm cho kịp giờ anh em ạ. Ở trên kia thì nó cũng mình triển khai nó xuôi dốc cho nên là triển khai nó dễ hơn. Đấy, cái điểm này mà anh em mà đi ngược về núi này, đi ngược về quả đồi này, nói thật với anh em là có mà đến Tết Tây kéo dây rắc xì khói. Đấy, bây giờ mình còn điểm này, điểm mình nhà nữa là hai điểm cần chốt. Còn những cái điểm ở đây mình gá lên trên đi theo cái đường dây điện hết. Ở đây mình sẽ có một cái điểm chốt ở đây nữa. Một cái điểm chốt ở góc cuối kia nữa. Bây giờ lương giảm thì anh em dây máy chỉ có đi làm kinh doanh. Làm kinh doanh như bán camera này, lõi lọc nước, tất cả những cái dịch vụ bên Viettel cung cấp. Đấy, chẳng hạn như lúc nãy khách ông anh kia muốn đấy, thì mình đấy là mình bán tenda được. Đấy, thế là được ít tiền công thôi. Còn anh em mà lười mà cứ lương mà tầm 10 triệu thì chắc cũng chuẩn bị nghỉ. Lương bây giờ thì nó lẹt đẹt thôi. Tầm hơn 10 triệu một chút. Mình sẽ phải đi bán các dịch vụ. Ví dụ anh em có muốn xây nhà thì các kỹ sư của bên Viettel sẽ đưa cho các bạn một cái bản vẽ và sẽ có những cái đơn giá. Chẳng hạn như gạch kiếc, đấy, sắt thép hết bao nhiêu đấy. Thì có anh em kỹ sư họ làm những cái việc đấy. Họ sẽ đưa cho anh em những cái thông số cụ thể của từng chi tiết. Cái đấy thì anh em không phải lo nghĩ gì cả. Cứ theo cái bản vẽ mà làm thôi. Ông nào sai thì ông đấy chịu. Một cái hợp đồng nữa rất là chuẩn mực rồi. Đấy, nếu mà anh em có nhu cầu làm nhà xây nhà của Viettel thì anh em cứ mạnh dạn tải cái phần mềm AIO của Viettel về. Xong rồi đăng ký ở trên đấy. Còn không anh em gọi trực tiếp cho mình. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho. Mình sẽ gửi thông tin lại cho các lãnh đạo. Các
các lãnh đạo sẽ liên hệ lại với anh em để tư vấn cụ thể hơn chẳng hạn. Đấy là cũng là một cái cách. Đây mình cũng sẽ chốt 2 điểm. Ok, như vậy đây là chỗ còn thừa này. Đấy, dây bịn mình còn thừa một chút. Khoảng độ tầm 3 mét. 3 mét mình sẽ đi điểm ở bên kia. Chuồn chuồn, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì giấm. Nó đang bay thấp rồi nhé. Lâu lắm mới thấy cái chuồn chuồn loại như này. Nghe vẻ trời cũng sắp mưa thật.